Chương trình này được bảo trợ bởi Smile Again Dental Center 714 248 9883. Gọi ngay Mango Tools 866 Để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan Một thương hiệu đáng tin cậy 888 880 Happy Too Chuyên bán cao su cứng chống đau lưng Sản xuất tại Mỹ cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với như huyền và lê thái thưa quý vị cái khuynh hướng bây giờ nhất là ở bên châu á và như biết ở việt nam đó là những các bạn giới trẻ có khuynh hướng là đi phượt đi vừa có nghĩa là đi ra đi thử nghiệm chứ không phải là đi ở những cái nơi rất là hoang dã đẹp cái cảnh khung cảnh rất là đẹp nhưng mà rất là hoang dã và ung thư quý vị và họ rất là thích họ sống rất là đơn giản hồi xưa quý vị có nhớ là ở việt nam mình hay thấy là tay ba lô khi mà đi là họ bán một cái cái ba lô thôi và là đi từ chỗ này tới chỗ kia khu này tới mà họ đi khám phá ra những nơi rất là độc đáo và khung cảnh rất là đẹp thì hiện tại bây giờ cái khuynh hướng ở việt nam các bạn giới trẻ đi chơi như vậy rất là nhiều mà cũng như vậy rất là vui thì ngày hôm nay như đưa cho quý vị tới có những cái trải nghiệm nhưng mà khi đi như vậy mình phải biết cách sống ngoài hoang dã như thế nào thưa quý vị họ đi tới ra đó là nó không có phone nè không có internet nè nấu ăn cũng phải tự nấu nè Hồ Cảnh thì công nhận đẹp thì cái chẳng lẽ là để chết đói và ẩm tới quý vị đẹp quá mà nơi hoang dã không biết cách nào ăn, không biết đốt lửa như thế nào hết. Thì đây là trải nghiệm của những người mà họ đã đây rồi, một anh chàng tên là Nhật. Họ đã đi thường thường là 8 năm anh ta đi một một lần để đi tới những cái nơi anh ta khám phá đó, những cái nơi hoang dã và rất là đẹp đẽ. Và cái lời khuyên của anh ta khi mà đi thì mình phải nên làm như thế nào nữa. Cứ 8 năm thì Nhật lại đi tới khu rừng để trải nghiệm những cái phong cách uh, sống hoang dã một lần. À, và cái được sự quan tâm của cộng đồng cư, cư dân mạng rất là nhiều khi anh ta kể về những cái trải nghiệm của anh ta và phong cách sống của Nhật được gọi cái này là cái phong cách sống của người Nhật thưa quý vị gọi là push craft à, những người chơi trang bị những công cụ đơn giản kỹ năng để mà sinh tồn nơi hoang dã trên thế giới pushcard uh, push là phong cách sống nhiều của những người ở Việt Nam hiện tại nó chưa phổ biến nhiều mà cũng đang bắt đầu phổ biến rất là nhiều học cách sinh tồn và anh ta nói rằng thường đây là từ 3 tới 5 ngày sống trong rừng mang theo thức ăn vừa đủ mang theo dư dư chút theo ý nhi là vậy nhớ có chuyện gì xảy ra nữa <laughs> dùng dụng dùng cụ đơn giản để tạo lửa à, dựng bếp nấu ăn và cuộc sống nơi hoang dã à, buộc nhật phải lao động nhiều hơn có nhiều kỹ năng và kiến thức sinh tồn nhiều hơn nhờ vậy mà anh ta rèn, rèn luyện được tính kiên trì cẩn thận tháo vát và có thể sẵn sàng đối mặt với bất cứ chuyện gì xảy ra rất là hay điểm đến của nhật là những cái bia rừng hoang vắng lận dựng lều trại làm nơi trú ẩn và tùy vào cái thời tiết và nhật có thể dựng trại theo kiểu nhiều kiểu rất là khác nhau và đây cũng là một trong những cái trải nghiệm rất là thú vị à, và anh ta chọn cái kiểu sống ở pushcart này khoảng 6 năm và anh ta hoạt động rất là nhiều và cứ uh và cũng phải mang nệm, mang đồ theo nghe quý vị và cái khoảng thời gian lao động và hoàn tất việc này là khoảng, khoảng 3 tiếng để quý vị dẫn liều, liều, này dẫn mọi thứ để mà sống và bên cạnh đó có một người nữa họ cũng đi họ cắm trại và thử thách sinh tồn có mối liên quan uh, với nhau rất là nhiều và anh ta nói rằng hãy trân trọng thiên nhiên và Nhật cũng cho biết rằng anh ta thường đến những nơi không có sóng điện thoại không có internet có nghĩa là tới đó là phải hưởng thụ uh, thiên nhiên và tạo ra đừng có dùng điện thoại để mà để mà giữ tốt cho môi trường và dành trọn thời gian sống với thiên nhiên với anh chơi trò này cũng không rất là vui và rất là thú vị và một ở một mình trong rừng và anh ta chưa bao giờ có cảm giác cô đơn hết và anh ta đi hai đi khám phá ra rất là nhiều nơi có những đêm khi đang nằm trong liều thì gặp mưa lớn nước dâng vào lều ngập đến nửa người và sau này đó là một cái bài học để anh ta làm cách chống chọi làm sao để mà không bị mưa hoặc làm cho cái lều nó tốt hơn. Và anh ta đã chia sẻ cái quyết cái phong cách sống của mình nhiều hơn ở trên mạng xã hội và được sự quan tâm của cộng đồng. Và anh ta muốn cái hành trình tư ngắn của mình sẽ giúp nhiều người có thêm động lực đi tìm đến với thiên nhiên. Và tuy nhiên có một điều là anh ta muốn giữ bí mật riêng cho mình, anh ta không nói cái nơi nào mà anh ta đi bởi vì anh ta nói rằng những người nào muốn đi thì phải tự kiếm rất khi mà họ tự kiếm thì họ cảm thấy quý giá và họ muốn đến đó hơn là mình xe những cái nơi mà đã đến rồi và nhật quan niệm điều gì đáng khó để đạt được thì người ta sẽ trân trọng nhiều hơn và tìm về với thiên nhiên thì phải trân trọng nó điều đó đồng nghĩa với việc là khi quý vị tới đó ở làm lều À, xả rác mọi thứ mà đi rồi thì phải dọn sạch sẽ nữa đó là một cái điều rất là quan trọng đi mà đi một mình hay là dẫn theo bạn gái đi một mình thôi đi một mình không được dẫn theo bạn gái hả? <laughs> hơi, buồn, hả? hơi buồn ha hơi buồn ha đi mà cũng phải có, có giống như là tài xế nó giống như tài xế lái xe tải ở Việt Nam á mỗi lần ông nào ông đi ông lái xe đường dài ông cũng có con nghệ kế bên ít nhất là vợ hoặc là bạn gái <laughs> hoặc là bà xã hoặc là bồ thì vậy đó nếu mình đi đến vô rừng vô rú này nọ không có điện thoại không có gì hết trơn nó ngồi tối rồi ngồi nói chuyện với cốc cái gì nhông này nọ <laughs> Vậy thái này chắc không thể ừ. rồi đó không em thể là không thể đó em chắc chắn luôn đó tại vì thứ nhất là em 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 nhát hơn chị cũng phải. Cái thứ hai là tại vì em xem rất là nhiều cái chương trình của Mỹ, <laughs> Discovery này nó khám phá Sợ. rất là nhiều cái chương trình hay ở Hoa Kỳ chúng ta thấy yeah. rằng là người ta chỉ những cái tip để mà chúng ta đi hai kiền đi vào cắm trại camping mà những nơi mà rừng rú gọi gọi là không có signal, không có sóng, không có gì bất kỳ gì, ừ. chúng ta phải sinh tồn bằng từ bản thân của chúng ta bằng những cái đồ ăn chúng ta tự đem theo. À, những cái đồ ăn đó không phải là cái đồ ăn mà để trong tủ lạnh đâu, đồ yeah. ăn mà khô này nọ nó giống như lương khô vậy thưa quý vị. Dạ <laughs> vâng. À, không biết là chị Như Huyền với lại à, chồng hay là với bạn trai hay là người những người ở chung với chị bây giờ hiện giờ là ai vậy chồng hay là bạn trai cái này là một cái câu hỏi bỏ ngỏ mà chị né tránh rất là nhiều trong thời, <laughs> thời gian qua mà lại thái cô không hỏi nữa mà chắc chắn là chị không có trả lời đâu Cháu chị nữa. em ở chung với cháu cháu gì? <laughs> giờ chắc là sẽ không có xung đột về tài chính thưa quý vị nếu như mà hai vợ chồng ở chung nhà với nhau hay là một cái cặp nào đó ở chung với nhau và có xe về vấn đề mà tài chính chi tiêu trong gia đình đó thì nếu như mà chúng ta mà chi tiêu tài chính không có đúng đắn thì nó cũng sẽ gây ra những cái hoang mang những cái gọi là những cái hụt hạt những cái sự mà gọi là uh, gọi là gây gây hấn gây sự hay là chúng ta chửi lộn nhau ở trong gia đình nếu như cái tài chính chúng ta không minh bạch và rất là nhiều những cặp vợ chồng ly hôn với nhau vì vấn đề tài chính thì à, một cái người đó là thưa quý vị ông Elana Go là một cái giáo sư hóa học tại trường đại học Missouri thì ông nói rằng á là, cũng là trong vấn đề tài, đời sống và đình ông nói rằng đó, vợ chồng cãi nhau vì chi tiêu chạy tài chính đó rất là nhiều và có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần cho cả hai người nếu như chúng ta không biết cân nhắc. Một trong những cái nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến căng thẳng trong hôn nhân là tranh cãi về tiền bạc như chúng ta cũng biết. Và theo một cái cuộc khảo sát năm 2023 của tờ US News và World Report, gần 1 phần 3 số người được hỏi tiết lộ đã nói dối hoặc là bị vợ hoặc chồng của mình lừa dối về tiền bạc hay chưa, thì 1 phần 3 người đã trả lời là có. Lừa dối tài chính thưa quý vị bao gồm là nhiều hành vi khác nhau như là giấu việc mua vàng, mua hàng, rồi che giấu các khoản nợ hoặc là tài khoản, cung cấp thông tin sai lệch về thu nhập hoặc là bí mật tiêu tiền tiết kiệm và cho vay tiền mà không có sự đồng ý của bạn đời. Điều đó cũng có thể bao gồm việc là không tiết lộ tài sản thừa kế hoặc là quà tặng bằng tiền che giấu cái chứng nghiện cờ bạc của mình nếu như chúng ta đến casino. Và theo nhà trị liệu hôn nhân là Tamizak của cái tổ chức Macrotherapy của Mỹ đó, thì ông nói rằng là ngoại tình tài chính có thể là liên quan đến việc đi ngược lại các thỏa thuận liên quan đến những cái mục tiêu tài chính của gia đình và nhà báo uh, stacy freeman cũng là nhà sáng lập công ty right on track có trụ sở tại new york uh, ông cũng cho rằng là ngoại tình tài chính hay chúng ta gọi là lừa dối tài chính đó, có thể trải qua nhiều cảm xúc khác nhau bao gồm là chúng ta có thể lo lắng sợ hãi buồn bã xấu hổ hối hận tội lỗi trầm cảm đôi khi là chúng ta phải rất là lo sợ khi mà chúng ta nói dối như vậy và có thể trải qua các triệu chứng này rất lâu trước khi mà bị phát hiện ra những gì mà họ làm và theo thời gian thì việc mà che giấu bí mật tài chính cũng có thể dẫn đến các triệu chứng về thể chất chẳng hạn như bị giấc uh, bị mất ngủ giấc ngủ gián đoạn nồng độ cortisol nó cao do căng thẳng trong gia đình gia tăng huyết áp tăng đau đớn về mặt thể xác và để đối phó với những ảnh hưởng về mặt cảm xúc và thể chất thì những người mà chúng ta lừa dối về tài chính đó có thể tìm đến hoặc phụ thuộc hơn vào rượu hoặc là ma túy để mà xoa dịu cái nỗi lo nỗi đau làm trồng trọng thêm cái cảm giác mà chúng ta đang trải qua và cái việc mà chữa lành vết thương sau khi mà chúng ta lừa dối về tài chính nó cũng tương tự giống như là chúng ta ngoại tình về thể chất về mặt tình cảm hoặc là thể xác và điều này bao gồm các bước như sau thưa quý vị thứ nhất là chúng ta tiết lộ bí mật tiền bạc của bạn của mình cho đối tác gì mà không chính xác về hoạt động tài chính của bản thân mình đó, thì hãy chuẩn bị tinh thần để cho họ biết rằng là họ sẽ không vui khi nghe những gì mà chúng ta sắp sửa nói nhưng mà mặc dù vậy thì cũng đừng cái phủ nhận hoặc là bỏ sót bất kỳ cái điều gì và chúng ta tiếp tục nói dối như vậy thì chỉ làm trầm trọng thêm cái vấn đề ở trong gia đình mà thôi cái th thấy thứ hai đó thưa quý vị đó là chúng ta phải xin tha thứ rằng chúng ta phải có sự xin ra tha thứ để mà để uh, có thể mà hòa giải trong vấn đề mà tiền bạc của gia đình và đặt ranh giới cho tương lai nếu như chúng ta đã lừa dối về tài chính thì hãy bắt đầu thay đổi cái hành vi của mình. Và trong tương lai gần chúng ta trở thành một cái cuốn sách mở về việc chi tiêu của mình bằng việc là chia sẻ với vợ hoặc chồng về từng đồng mà chúng ta chi tiêu một cách hiệu quả để mà phá vỡ các khuôn mẫu mà chúng ta đặt ra cái ranh giới việc là chúng ta xử lý tiền bạc như thế nào để cho hợp lẽ giữa hai vợ chồng và có thể không Uh, gây ra cái vấn đề mà xung đột trong gia đình, trong uh, vấn đề mà vợ chồng cũng là đưa ra cái lời khuyên về ngân sách hoặc là lập một kế hoạch chi tiêu trong tương lai để mà hai người không có thể mà đánh lộn cãi lộn với nhau, giành giật nhau về ừ. tiền bạc nhiều cặp vợ chồng đó, yeah. chi tiêu rất khó khăn nhiều khi chồng giữ tiền về chia cho vợ tiền đi chợ cực khổ luôn oh, yeah. chi từng đồng hả hai với... chục ngày dạ vâng <laughs> à, và kết thúc quý vị bản tin vừa rồi kết thúc chương trình cà phê sáng của tuần cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi cảm ơn quý vị chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ như huyền và lê thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai